Hiện tại, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm phần lớn, khoảng 81% tổng lượng tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Nếu so với con số 86,7% của năm 1974, thì sau 45 năm, thế giới chỉ giảm được 5% mức tiêu thụ năng lượng hóa thạch. Trong khi đó, việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch là cần thiết để đạt được các mục tiêu của Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu, kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C. Những năm gần đây, công suất năng lượng tái tạo toàn cầu tiếp tục xu hướng tăng từ 8 đến 9% một năm, đạt mức 2.179 GW, nhưng con số này vẫn còn rất khiêm tốn. Việc tìm kiếm nguồn năng lượng có dấu chân carbon thấp, tức là không dựa vào hóa thạch, buộc chính phủ các nước phải có chiến lược để tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên mà năng lượng sạch và xanh là xu thế không thể đảo ngược. Chuyên mục Thế giới không phẳng xin được giới thiệu đến khán giả kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới trong đầu tư phát triển năng lượng tái tạo và cách thức tận dụng hiệu quả nguồn năng lượng vô hạn từ mặt trời, gió, thủy triều và địa nhiệt. Trung Đông, nơi giếng dầu của thế giới. Nhiều thập kỷ qua, vàng đen đã đem lại sự thịnh vượng cho nơi này và cũng trói chặt nền kinh tế của các quốc gia Trung Đông theo nhịp điệu lên xuống của giá dầu. Cũng dễ hiểu khi khu vực này vốn luôn bị coi là chậm chạp và thậm chí là thờ ơ trong phát triển năng lượng tái tạo, mặc dù có nhiều dư địa, lợi thế về mặt tự nhiên. Nhưng khi cả thế giới bước vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, bài học từ cuộc khủng hoảng kép tại Venezuela, một quốc gia giàu lên nhờ dầu mỏ và cũng rơi vào khủng hoảng toàn diện do quá tự tin vào giá trị của vàng đen, đã buộc các quốc gia trong khu vực Trung Đông phải tìm giải pháp phát triển bền vững trong thời kỳ hậu dầu mỏ. Đa dạng hóa nguồn năng lượng cũng như nền kinh tế truyền thống và giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ trở thành vấn đề trọng tâm. Theo đó, các quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ả Rập Xê Út, Bahrain, Kuwait, Oman đều đã công bố những kế hoạch đầy tham vọng để chuyển hướng sang nền kinh tế xanh. Thậm chí, các nước như UAE hay Ả Rập Xê Út còn sử dụng dự án năng lượng tái tạo như những công cụ để xây dựng hình ảnh và thương hiệu quốc gia như những nhà đi đầu về năng lực sáng tạo. Chúng tôi coi việc phát triển năng lượng tái tạo là một cơ hội phát triển mới trong dài hạn. Đây thực sự là cơ hội để chuyển đổi nền kinh tế, dù giá dầu có xuống hay không. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành quốc gia tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo vào năm 2050. Đây là nhà máy điện mặt trời Noor Abu Dhabi lớn nhất thế giới, được chính thức vận hành tại thành phố Abu Dhabi vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Kinh phí xây dựng hơn 860 triệu đô la. Nhà máy có hơn 3,2 triệu tấm pin quang điện, trải dài trên diện tích 8 km2 và có công suất 1.117 MW. Nhà máy có thể cung cấp điện cho khoảng 90.000 người và giúp giảm khoảng 1 triệu tấn lượng khí thải. Còn tại Dubai, công viên mặt trời Mohammed bin Rashid Al Maktoum trị giá 14 tỷ đô la, có công suất 5.000 MW, khi hoàn thành có thể cung cấp điện năng cho hơn 800.000 hộ gia đình vào năm 2030. Theo kế hoạch, cho tới cuối năm nay, 10% những căn hộ tại Dubai sẽ có thể tự bảo đảm nguồn điện năng thông qua dự án lắp đặt các tấm pin mặt trời miễn phí, kết hợp cùng sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện. Thành phố đặt mục tiêu cung cấp 7% năng lượng sạch vào năm 2020, sau đó tăng dần lên 25% vào năm 2030 và 75% vào năm 2050. Và đây là nhà máy năng lượng mặt trời Samos tại Abu Dhabi, có công suất 100 MW mỗi năm, đủ để cung cấp điện tiêu dùng cho hơn 20.000 gia đình. Nhà máy giúp giảm được khoảng 175.000 tấn khí thải CO2. Lượng khí thải này tương đương với giải pháp trồng 1,5 triệu cây xanh hoặc loại bỏ 15.000 chiếc xe hơi trên đường phố Abu Dhabi. Samos là nhà máy điện năng lượng mặt trời duy nhất trên thế giới sử dụng thiết bị tăng nhiệt để tạo ra điện năng, với ưu điểm là có thể sản xuất điện ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đây đều là những dự án năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. Trong chiến lược năng lượng UAE năm 2050,
mục tiêu đặt ra là tăng gấp đôi tỷ lệ sử dụng năng lượng sạch hiện nay lên 44% trong tổng mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời giảm 70% tỷ lệ khí thải CO2 trong quá trình sản xuất điện năng. Nếu đạt được các mục tiêu này, UAE có thể tiết kiệm tới 192 tỷ đô la cho ngành năng lượng vào năm 2050. Thật khó tin, chỉ cách đây khoảng một thập kỷ, UAE không hề có một dự án năng lượng tái tạo nào. Bàn về lĩnh vực năng lượng tái tạo, các nhà hoạch định chính sách và giới đầu tư luôn tỏ thái độ băn khoăn và hoài nghi. Thách thức lớn nhất trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là vấn đề công nghệ, như cải thiện khả năng lưu trữ năng lượng mặt trời và điều hòa hiệu quả lưới điện quốc gia. Các tấm quang điện luôn chịu tác động mạnh của bụi và cát sa mạc, làm giảm hiệu quả và tuổi thọ. Do đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cần những công nghệ giúp pin mặt trời có thể chống chọi với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên sa mạc. Một số thay đổi quan trọng nhằm xây dựng nền tảng cho năng lượng tái tạo đã được nhiều nước Trung Đông áp dụng. Mặt khác, những tiến bộ công nghệ cũng giúp các nguồn năng lượng tái tạo trở nên giàu tính thực tiễn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã vượt qua những thách thức đó và thực sự đã trở thành một hình mẫu trong khu vực về phát triển nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. Nhiều trung tâm nghiên cứu và sáng kiến ra đời để giải quyết những khó khăn về công nghệ. Chính phủ UAE đưa ra nhiều sáng kiến và chính sách khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái sinh nói chung và năng lượng mặt trời nói riêng. Trước hết là xóa bỏ tình trạng độc quyền của hệ thống điện lực truyền thống. Không thể phủ nhận rằng năng lượng tái tạo đặt ra những thách thức, thậm chí là đối với cả những quốc gia giàu có về nguồn lực tài chính, yếu tố công nghệ và các điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên, với một lộ trình rõ ràng và kế hoạch đầu tư 163 tỷ đô la, UAE đã tạo dựng môi trường pháp lý tích cực, hỗ trợ nguồn đầu tư cho sự phát triển liên tục của tài nguyên năng lượng mặt trời. Kết quả là chỉ sau chưa đầy một thập kỷ, UAE hiện là một trong những nhà cung cấp điện mặt trời giá rẻ nhất thế giới và đã định vị mình như một nhà đầu tư cho năng lượng tái tạo và phát triển công nghệ với các dự án trên khắp Trung Đông, Châu Phi, Nam Mỹ, Châu Âu và trên các đảo ở Thái Bình Dương. Hiện tại đang là thời điểm tầm quan trọng của năng lượng tái tạo được đẩy lên cao chưa từng thấy sau hội nghị COP21 và giá dầu sụt giảm mạnh. Khi việc sản xuất năng lượng mặt trời của chúng tôi tăng từ 25% lên 40% hoặc 50%, chúng tôi cần đến những công nghệ giúp giảm giá thành tích trữ năng lượng. Khi đó, chúng tôi có thể xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Hầu hết các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi đều đặt mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo từ 5 đến 15% trước năm 2030. Nếu đạt được, khu vực này sẽ giúp ngành điện lực thu về lợi nhuận khoảng 750 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư lớn, song cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển giàu tiềm năng và bền vững trong tương lai. Đây chính là lý do trên khắp khu vực Trung Đông, nhiều quốc gia cũng đang đẩy mạnh các nguồn tài chính đáng kể để phát triển nguồn năng lượng thay thế khi dầu mỏ cạn kiệt. Bahrain đã xây dựng một cơ quan năng lượng bền vững để hợp tác với chương trình phát triển Liên Hợp Quốc. Kuwait thì xây dựng công viên năng lượng tái tạo Sagaya dựa trên nguồn vốn xã hội hóa. Trong khi Oman đầu tư mạnh cho các quỹ phát triển khoa học môi trường để tìm kiếm những giải pháp năng lượng sáng tạo khác trong tương lai. Nằm trọn trong vành đai mặt trời của thế giới, có trung bình 10 giờ nắng mỗi ngày, hơn 300 ngày nắng mỗi năm, sẽ là sai lầm và lãng phí lớn nếu các quốc gia Trung Đông không sớm phát triển năng lượng tái tạo. Thực tế, từ khu vực Trung Đông cho thấy, bước chuyển biến từ nền kinh tế vàng đen sang nền kinh tế xanh là giải pháp cứu cánh duy nhất giúp các quốc gia Trung Đông tránh được cuộc khủng hoảng năng lượng thời kỳ hậu dầu mỏ.